Cái này em thấy thú vị lắm nhé. Ừ. Em thấy thú vị này bởi vì chị có nhìn thấy một cái lớp nâu ở dưới nền nhà. Ừ. Tỉ sét nó rơi xuống. Trước khi em về lockdown á, ừ, thì em có làm lại cho cái phần da của nó. Ừ. Cái bề mặt của nó thì em đóng cửa ở đây khoảng 3 tháng. Ừ. Sau khi em lên thì em thấy có một lớp như thế này. Ừ. Nó như kiểu tế bào chết. Ừ. Và nó tạo ra đúng cái hình trong chóng. Ờ. Nó tạo ra đúng cái hình đấy. Và mỗi lần em quét nhà là em phải che đấy vào em. Và em cũng phải đi nhẹ, thể thở nhẹ thôi để nó không bị bay ra mất. Thì thực ra cái này nó như một cái sự trình diễn. Mà nó cũng nằm ngoài cái ý nghĩ của em. Và cũng chỉ có mình em được tận hưởng nó. Và đến giờ là chị. Thì cái series tam giác này nó hoàn toàn là một cái sự vận động. Như một cái trong chóng, một cái sự vận động nội tâm ấy. Khi mà em đặt lên đây em thấy nó cân bằng quá ở trên cái tấm này. Thế là em nghĩ là nó cần phải phiêu lưu hơn. Thì em mới cho cái tấm này nó nghiêng đi. Cho nó cảm giác trông tranh và thú vị ấy. Thay vì những cái quá cân bằng. Em đầu tiên em chọn luôn nghệ thuật điêu khắc hay là em đã thử nghiệm một vài các cái hình thức khác rồi em mới chọn điêu khắc? Em cũng tưởng tượng là mình sẽ làm một cái gì đó liên quan đến nội thất hay là kiến trúc. Cũng giống như các bạn thôi. Cho đến khi có cái buổi phân ngành thì em phải lựa chọn. Thì các thầy có một cái buổi vận động các sinh viên vào khoa của mình, trong khi hai cái khoa kia thì quá tải và điều khác thì không có ai chọn cả. Các thầy làm sao mà phải vận động được sinh viên vào? Thì các thầy tất nhiên là nói những cái thông tin nó cũng rất là thô sơ thôi, bởi vì em nghĩ là cái ngày tháng đấy thì chúng em, tất cả chúng em đều rất thiếu thông tin về điêu khắc. Thực sự là thiếu. Chính vì vậy cho nên nó mới có một cái sự dán nhãn ở trong đầu là điêu khắc là một thứ gì rất là khổ sở. Thế thì các thầy có nói là trong cái quá trình quan sát các cái bài tập và bài sáng tác trong trường thì thấy em có cái chất điêu khắc, và khuyên em là nên vào điêu khắc và đề nghị em cái việc đấy. Em cũng rất là vui vẻ thôi, em không mất quá nhiều thời gian để quyết định cái việc này. Trong các tác phẩm của em thì mình thấy là nó rất đơn giản và các cái đường nét nó rõ ràng. Thế thì em luôn luôn tập trung vào những cái cách thể hiện thẩm mỹ như vậy, hay là nó phát triển trong cái quá trình em sáng tạo thì em mới phát triển ra cái phong cách nó tối giản như thế? Thực ra em không có chú tâm, không có một cái định hướng nào để đạt được một cái thẩm mỹ nào. Và cái việc em làm sáng tác nó hoàn toàn tự nhiên. Các cái đường thẳng hay là sự rõ ràng nó, thực ra nó không phải là tất cả trong các tác phẩm của em, nó là một cái giai đoạn nhất định. Có cả những tác phẩm rất là nhiều đường cong, ví dụ như giai đoạn đầu. Đấy thì em không đặt nó ra ngay từ đầu. Nó cứ diễn biến một cách tự nhiên và nó tương ứng với cái sự phát triển nội tại của mình ở thời điểm đấy. Và em thích dùng cái từ tinh giản hơn là tối giản. Bởi vì tinh giản thì nó không quá cực đoan như là tối giản. Nó vẫn có cái sắc thái tự nhiên và nó gần với cả cái tâm thức của phương Đông hơn. Và nó là một cái sự đang hoạt động, đang diễn biến.
Em có thể nói cho chị tại sao em có cái tác phẩm đặt tên là Cánh hoặc là những cái tác phẩm đặt âm dương? Lúc đầu em làm thì em hoàn toàn không nghĩ tên cho nó. Và hầu hết tác phẩm của em là không tên đấy chứ. Nó không có tên gì cả. Nó chỉ có tên của các series thôi. Series Cánh, series Cung, Tam Giác để cho mọi người dễ nhớ. Và tất cả các tác phẩm của em đều không có tên. Âm dương cũng vậy. Em làm và em hoàn toàn không nghĩ một cái gì cho nó cả. Lúc đầu thì em, cái âm dương ấy nó là một cái, đối với em là một cái sự hiện diện làm sao cho nó khiêm cung nhất có thể. Nhiều lúc em nghĩ là cái hay là cái âm dương này, cái tên này nó giống như kiểu mình khoác một cái áo quá rộng, quá lớn ấy. Mình có đủ sức hay không? Thực sự là cái tên này cũng không phải là em nghĩ cho nó đâu, mà là những cái người bạn tâm giao của em xem các cái thực hành của em và họ nghĩ là nó nên là như vậy. Và họ nói là nó tương hợp được nhất với cái mà em đang làm. Và sau một thời gian thì em thấy là nó đúng. Nó đúng. Em có thể kể lại cho chị cái lúc mà em làm tác phẩm thủy tinh ấy. Mà cái cảm xúc lúc mà em đưa cái thủy tinh vào rồi lúc lấy ra ấy. Đó là những cái khoái cảm vô cùng hiếm hoi của việc thực hành nghệ thuật. Cái thời khắc khi mà người nghệ nhân và mình đưa tác phẩm bằng thép vào trong lò nhiệt để nung ấy, thì người ta sẽ đặt một cái tấm kính lên để cho cái sau khi ra nhiệt thì cái tấm kính đấy nó sẽ biến dạng và nó tạo thành một cái hình đúng như cái khuôn mẫu. Sau khi nung khoảng nhiều tiếng đồng hồ thì em và người thợ sẽ kéo cái lò ra. Và cái điều mà em rất là xúc động mà khi mà từ từ kéo nó ra như vậy ấy. Và người ta mở cái nắp ra. Cái kích thước của cái lò đấy nó đúng bằng cái kích thước của một cái quan tài ấy. Và em có cảm giác giống như là mình vừa kéo một người vào trong lò để hỏa thiêu. Sau đó thì lại kéo người ta ra. Thì cái phần xác của nó là đã hết rồi. Khi mở nắp, một tác phẩm thủy tinh nhấc lên. Nó giống hệt với cái cảm giác mà một linh hồn trong suốt bay ra. Hồn lìa khỏi xác ấy. Thì cái thời khắc đấy nó chạm vào em. Thì em cảm thấy rùng mình. Và nó đúng. Và thậm chí nó vượt xa khỏi cái sự hình dung của em ban đầu. Và những cái khoái cảm ấy nó rất là hiếm hoi. Và chỉ có trong quá trình sáng tạo, trong quá trình lao động thì mình mới có được nó. Thì cái khoái cảm này nó có thể nuôi dưỡng mình nhiều ngày tháng về sau nữa. Đấy cũng là một cái để âm dương, cái tên âm dương nó ra đời và nó là một cái sự lột xác, một sự chuyển hóa sang một dạng thức khác. Em có sáng tác một số tác phẩm ở cái kích cỡ rất là lớn. Ví dụ như tác phẩm Vũ ở Flamingo là cao 6 mét, dài 20 mét mà nặng hơn 6 tấn. Đúng không? Thì khi sáng tác những tác phẩm đồ sộ như vậy thì cái thử thách nhiều nhất, lớn nhất là gì? Em làm cái Vũ đó năm em chắc là 26 tuổi.
thì nó thử thách từ cái bên trong. Bên trong tức là bản thân tác giả. Thử thách ở cái bên ngoài là cái không gian đấy. Giữa cái bên trong và cái bên ngoài đấy nó sẽ được kết nối nhau bởi tác phẩm. Thì thử thách đối với tác giả là gì? Là tâm lý và năng lực. Bạn có tự tin để làm cái đó hay không? Mặc dù bạn có thể sáng tác rất là nhiều nhưng có dám vượt qua bản thân mình không? Có cảm thấy mình đủ kỹ năng để làm một cái thứ lớn lao hơn không? Hay là mình sợ nó sẽ đổ vỡ? Nó sẽ đổ vỡ thì là cái sự nghiệp của mình rất có thể là bị ảnh hưởng chứ. Và bản thân em cũng đã có những cái nghệ sĩ đàn anh nói với em ở cái thời kỳ đấy là em không nên làm cái đó vì nó quá lớn. Và nhỡ đâu nó sụp đổ thì sự nghiệp của em cũng sẽ rất là tệ đi. Nhưng mà em không nghĩ đến điều đó vì em nghĩ là cái không gian đấy nó cần một cái kích thước như vậy thì nó mới tương xứng và mình sẽ cố gắng nhất có thể. Đấy là về phía tác giả. Về phía không gian thì không gian đấy nó chứa đựng cái gì, nó có tính cách gì, kiến trúc của nó ra sao, quy hoạch thế nào, và cái không gian đấy nó có cần thiết để đạt tác phẩm hay không, hay là cái sự hiện diện tác phẩm của bạn ở trong cái không gian đấy nó làm hỏng cái không gian đấy đi. Không gian đấy nó cần một cái tỷ lệ như thế nào? Đấy là những cái điều mà mình cần cân nhắc. Còn về tác phẩm cũng vậy. Về tác phẩm thì cái cách thể hiện ra sao, màu sắc, kích thước, phải tính đến tất cả các vấn đề lắp đặt, bảo dưỡng. Nghĩa là khi mình làm một tác phẩm đấy, tức là một cái sự kết nối liên ngành, nó cả một cái hệ thống, không chỉ bản thân tác giả chỉ là một cái phần tử rất nhỏ trong đấy thôi, gồm có cả kiến trúc, thợ thuyền, thậm chí là chủ đầu tư, tất cả các yếu tố đấy nó phải hài hòa với nhau và kết nối được với nhau. Đấy thì là cái thử thách ở đây, em nghĩ là cái sự kết nối và hài hòa được tất cả những cái yếu tố đấy lại với nhau. Như vậy thì em nghĩ em là người làm việc theo concept hay là concept driven hay là process driven? Nó là hai mặt của một cái đồng xu á. Nó không thể tách rời nhau được. Vì nếu như chỉ làm concept thì tốt nhất là bạn nên viết. Còn cái vẻ đẹp của điêu khắc ấy, theo em, nó là vẻ đẹp của cả sự hiện diện và vật thể. Nó là vẻ đẹp của sự xúc chạm và sự tạo tác. Cái việc tạo ra một cái tác phẩm nó chiếm không gian và nó là vật thể thật, mình có thể chạm được vào ấy, nó rất là xúc động. Nó rất là xúc động, nó chạm vào cái giác quan và tâm hồn mình. Nó là một cái bản năng gốc. Còn nếu mà chỉ có thực hành không mà không có cái ý tưởng, cái concept ấy, thì nó lại rơi vào một cái thứ chủ nghĩa đồ vật. Nó cũng không khác gì những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy ở trên đường cả. Nó cần cả hai. Và có thể giai đoạn này bạn ưu tiên cái này hơn, giai đoạn khác thì bạn lại cần phát triển cái khác, nhưng mà luôn luôn phải cân bằng nhau. Thì em nghĩ đấy là cái quá trình tạo tác và cái ý niệm nó phải hợp nhất được với nhau thì nó mới bền vững và nó mới đúng cái tính chất của điêu khắc. Em nghĩ là quá trình sáng tác của em có được ảnh hưởng hoặc là lấy nguồn cảm hứng từ người nghệ sĩ nào? Em hâm mộ khá là nhiều người, khá là nhiều nghệ sĩ, và nó mỗi người cho mình một chút.
cảm hứng. Những người mà em thích gồm có, thực ra điêu khắc thì không nhiều đâu, nhưng mà em lại thích họa sĩ nhiều. Họa sĩ thì có Paul Klee. Paul Klee là cái người mà cho em một cái nền móng, em nghĩ là một cái nền móng vững chắc để mà có thể đi dài được, học hỏi được rất là nhiều. Georgia O'Keeffe, tranh của bà thì mạnh, nội lực và cực kỳ tinh tế. Điêu khắc thì Mama Nhện, Louis Bouchon và hai vợ chồng Crystal Cloud. Còn trong nước thì chị thấy em cũng rất là thân với nhà điêu khắc Lê Công Thành, thì em có học hỏi gì được từ ông? Tuyệt vời. Là một người mà nhà điêu khắc mà em quan tâm nhất hiện nay ở Việt Nam, cùng với cả Điềm Phùng Thị. Và em có cái mối duyên là gặp gỡ và trò chuyện cùng Lê Công Thành. Ông cho em nhiều thứ về mặt tư tưởng, về mặt con người. Còn gặp nhau thì khi thời điểm đấy thì cả hai cũng đều đã sáng tác và đều đã có cái phong cách riêng của mình rồi, và có thể trao đổi được với nhau như những người bạn trong nghề. Rất là tuyệt vời. Và đối với em thì đấy là một người nghệ sĩ mà như một điểm tụ, như một điểm tụ, và là một người nghệ sĩ của Việt Nam đáng tự hào với thế giới. Hiện nay các cái tác phẩm điêu khắc ở Việt Nam ấy thì vẫn thiên về những cái monuments, những cái tượng lớn, hoặc là những cái bức tượng ở trong truyền thống, ở trong các đền chùa, những bức tượng lớn ở trên khắp đất nước. Thế thì em nghĩ cái thử thách lớn đối với cái điêu khắc đương đại ở Việt Nam là gì? Và em nghĩ bây giờ cái gọi là ở Việt Nam người ta đã bắt đầu chấp nhận cái điêu khắc đương đại chưa? Hay là họ vẫn muốn cái bức tượng to khổng lồ mang tính truyền thống như trước? Những cái bức tượng đấy, tượng đài đấy đúng không? Thực ra thì nó là một cái nhu cầu tất yếu. Nó là một cái nhu cầu tất yếu và nó cần phải được diễn ra theo cái nhu cầu của xã hội, của lịch sử. Có những cái điêu khắc tượng đài rất là tốt đấy chứ. Đương nhiên là nó còn nhem nhuốc, nó còn rất là nhiều thứ, và nó là một cái thứ mà tốn tiền, thậm chí là nó tạo ra rất là nhiều rác. Chị biết là rác công nghiệp thì mình còn có thể xử lý được, chứ rác nghệ thuật thì xử lý nó rất là mệt mỏi. Bởi vì khi mà người ta nghĩ đến những cái bức tượng đài mà để người ta không bao giờ người ta nghĩ cái cách phá hủy nó hay là dẹp bỏ nó đi, bởi vì người ta nghĩ là phạm thượng ấy. Ta nghĩ là tượng đấy nó có linh, cho nên đó là một sự phạm thượng. Nhưng mà người ta không nghĩ là nó rất là xấu xí về mặt thẩm mỹ và nó vô cùng độc hại. Vô cùng độc hại. Tuy nhiên trong đó vẫn có những cái viên ngọc, vẫn có những cái đẹp. Ở Việt Nam thì không có, nhưng mà ta đã có Điềm Phùng Thị này, ta có Lê Công Thành này. Ở cái giai đoạn đấy, em nghĩ đấy là tuyệt vời. Tuyệt vời. Còn em không bi quan lắm. Em không bi quan lắm về cái điêu khắc đương đại hiện nay đâu. Em nghĩ là nó vẫn có con đường. Và thậm chí là nó khá sôi động đấy. Nó khá sôi động. Nó có một cái mạch ngầm ở bên trong. Và người ta tìm kiếm nó. Cảm thấy đó là một cái nhu cầu cần thiết. Cái thời kỳ mà em bắt đầu cách đây khoảng 8 năm cho đến bây giờ thì em thấy là nó bắt đầu có cái sức ảnh hưởng khi mà các tập đoàn người ta quan tâm đến điêu khắc công cộng và bắt đầu làm nó, cho nó hiện diện ở cái chốn đông người. Thì nó có một cái sức ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lý và nó tạo ra xu hướng.
Còn cái việc sưu tập cá nhân thì rõ ràng là nó cũng có cái sự phát triển, đó, có sự nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều tác giả để mình tìm kiếm hơn, nhiều phong cách. Em nghĩ là nó có một cái mạch sôi động đấy ạ, không đáng để bi quan đâu. Rồi vừa rồi thì cái đợt đại dịch rồi cách ly thì có ảnh hưởng gì đến công việc của em không? Hoặc là có tác động gì không? Công việc của em thì không có thay đổi gì, bởi vì nó thậm chí là cái đợt lockdown nó cho em cơ hội để em nghĩ suy nhiều hơn và học được thêm một vài cái khóa học mà mình nghĩ là mình mở mang được cho nghệ thuật. Có một cái mà em ghi nhận nhất là em cảm thấy mình nhận ra được cái sự mong manh của con người. Cái số phận ấy, nó rất là mong manh và nó ảnh hưởng đến chính cái quá trình tìm kiếm chất liệu của em. Và em cảm thấy mình có xu hướng là sử dụng chất liệu từ một thứ rất bền vững như là thép, cho đến những cái thứ mà nó mỏng manh, dễ vỡ hơn như là thủy tinh và những cái thứ chất liệu khác nữa. Thậm chí là nó ngày càng phù du hơn. Em cảm thấy trong mình có cái sự biến đổi về cái mặt nhận thức. Và em thấy đời sống của mình nó cũng mong manh, của mọi người cũng như thế. Và khi mà mình nhận thức như vậy thì mình càng cảm thấy quý giá và cảm thấy trân trọng những cái sự kết nối hiện tại. Bởi vì không biết là đến bao giờ chúng ta mới lại gặp được nhau. Mình không thể coi đương nhiên nữa. Vâng. Mình, tất nhiên là mình cũng không vội vã hay là mình không có gấp gáp. Nhưng mình chỉ cảm thấy là trân trọng hơn và những cái khoảnh khắc là đáng để giữ gìn.